Xu nịnh quan lớn. Đi nhanh, con lừa già ngang bướng này. Xa xa, được ngài rảnh rỗi, ông đi sắm nhiều đồ thế này. Ồ, nhà hiền triết Naga đó sao? Thế ngài không biết ngày kia là lễ sinh thần của đại công tước hay sao? À, thì ra là vậy. Đại công tước chức cao vọng trọng, chắc chắn sẽ tổ chức một buổi lễ linh đình. Đúng vậy, các vị quan khách đều đang bận rộn đi mua sắm những đồ quý giá để làm quà tặng dâng lên ngài ấy đó. Thôi, nói chuyện dành cho giới quý tộc thượng lưu thế này thì làm sao mà ngài hiểu được. Tôi về trước, không muộn nha. Dạ thưa ngài, tôi đọc danh sách khách mời thế này đã đủ chưa ạ? À? Khách khứa có máu mật, ta cũng đã lên đủ rồi đấy. Nhưng ta còn đang lưỡng lự cái tên Naga này. Xưa nay hắn ta là nhà hiền triết, học cao hiểu rộng, nhưng lại rất thẳng tính. Lỡ mai hắn có nói câu gì động chạm khiến ta mất mặt trước khách quan thì mất vui. Nhưng mà buổi lễ sinh thần của đại công tước, nếu có thêm Naga đến dự, mọi người sẽ nghĩ ngài rất trọng những người có trí tuệ, hiểu biết, thì ngài sẽ càng được nể trọng hơn và buổi lễ thêm phần hoành tráng ạ. Ta chỉ e tính khí tên này thất thường, nói năng cũng chẳng câu nệ ai. Ngài không cần phải lo đâu ạ. Đâu phải ai Naga cũng dám chọc ngoái. Với địa vị của đại công tước đây, ông ta không dám vuốt trâu hùm đâu ạ. Được, vậy cứ thêm Naga vào danh sách khách mời cho ta. Vâng thưa ngài. Xin chúc ngài, ngài à, đại công tước, cái gì nhỉ? Sống lâu trăm tuổi. Đúng, đúng rồi. Xin chúc ngài đại công tước sống lâu trăm tuổi. À, rồi cái gì nữa ta? Có câu chúc đại công tước thôi mà ông tập đi tập lại cả chục lần rồi mà còn chưa xong nữa. Thì tôi cũng đang muốn luyện tập cho trôi chảy đây. Tôi hầu hạ đại công tước lâu nay, tôi rất hiểu ngài ấy. Vị đại công tước này ưa xu nịnh nên phải rót mật vào tay ông ta mới mong được ông ấy chiếu cố đến, chứ mấy câu chúc sáo rỗng này chẳng thể nhớ nổi. Không nhớ càng phải nhớ. Mình cứ phải nghĩ ra câu chúc sinh thần của ông ấy sao cho mỹ miều nhất, có như vậy mới gây ấn tượng. Mà ông tập lại cho tôi nghe lại lần nữa nào. Bực mình thật, tập đến rác cổ họng rồi. Tại nói mấy câu văn dở này nên tôi mới lâu thuộc đó. Bình thường đại công tước này vừa hung ác lại nanh nọc, chẳng ai muốn đến gần hết. Tất cả vì mong ông ta chú ý nâng đỡ nên mới phải nịnh bợ như vậy. Đúng vậy, ngoài mặt cứ phải nín nhịn, chứ cái lão già ấy vừa huênh hoang lại hành sách, mặt thì y như cái con cá dọn bể đáng ghét. Thôi, ông chịu khó vì tương lai vậy. Có chuyện gì vậy? Sao bà lại vội vã thế? Tôi nghe nói ông được mời đến dự buổi sinh thần của ngài đại công tước đúng không? Thế ông đã chuẩn bị món quà đáng giá nào chưa? Ông ấy vừa giàu có, thế lực lại tàn ác, nên không ai dám làm cho ông ấy phật ý đâu. Bà yên tâm, tôi đã chuẩn bị một món quà chu đáo mà không ai dám nói gì cả. Có thật thế không? Xưa nay ông đâu có thích nịnh bợ ai, lại không khéo ăn nói. Có cần tôi đi vay mượn tạm ít tiền, kẻo vợ chồng mình lại mang vả vào thân đấy. Bà không cần lo, tôi đã tính toán đâu vào đó cả rồi. Dạ thưa ông chủ, ở ngoài các khách mời đã tụ tập đông đủ cả rồi. Tất cả các quan khách trong vườn đều đến cả rồi chứ? Dạ vâng, tôi để ý không thấy sót một ai. Ông chủ là đại công tước, với tước hiệu cao quý như vậy thì ai mà dám không nể mặt ngài chứ. Được rồi, chúng ta ra ngoài thôi. Thật vinh hạnh cho ta trong ngày sinh thần được các vị đến dự đông vui thế này. Đây là một dịp quan trọng, làm sao chúng tôi lại vắng mặt được chứ. Chúng tôi đã mang tới tặng ngài rất nhiều lễ vật quý giá để biểu lộ tấm lòng của mình, mong ngài nhận cho ạ. Các vị khách sáo rồi, trong lúc chờ đợi khai vị, mời các ngài dùng chút trà thảo mộc vậy. Nhân ngày lễ sinh thần của ngài, tôi xin được chúc ngài sẽ sống lâu trăm tuổi,
phúc phận nhiều vô kể, không ai sánh bằng ạ. Nhân một ngày trọng đại và thiêng liêng này, tôi xin chúc đại công tước sức khỏe luôn dồi dào như dòng suối, tiền tài rộng mở như biển rộng, con cháu luôn sung túc và đủ đầy ạ. Dạ, tài năng và phẩm đức của đại công tước đã truyền đi khắp cả vùng, danh tiếng lẫy lừng của ngài khiến chúng tôi luôn nể phục, nên chẳng biết chút gì ngoài chúc ngài những lời chúc tốt đẹp nhất cả. Tốt, tốt lắm, cảm ơn các ngài. Kính chào đại công tước. Naga, ngài đến rồi sao? Ôi, nhà hiền triết Naga đã đến tham dự bữa tiệc rồi đấy sao? Nhưng hôm nay là sanh thần của đại công tước, mà ngài đến tay không thế này thì thật chẳng phải lễ nghĩa. Đúng là hắn chẳng coi ta ra thể thống gì cả, còn mang người không đến dự, không có chút tấm lòng nào hết. Naga, hôm nay các vị quan khách ở đây dâng quà và chúc ta những lời tốt đẹp nhất rồi, vậy còn ngài thì sao? Dạ thưa ngài, tôi... Xem chừng đại công tước không được vui vì hành xử của nhà hiền triết Naga rồi. Hy vọng Naga không thốt ra những điều gì khiến ông ấy phật ý. Có khi đại công tước lại nổi giận vì hành động bất kính đó. Bữa tiệc mà mất vui thì tất cả chúng ta lại liên lụy. Đúng vậy, ông Naga này đáng lẽ không nên mời tới đây. Dạ, đúng là do hoàn cảnh nhà tôi không thể dâng lên ngài những món quà đắt tiền được. Thay vì đó, tôi có thể gửi tới ngài lời chúc giống như các vị ở đây để bày tỏ tấm lòng của mình được không ạ? Được lắm, của cải ngọc ngà ta đều không thiếu. Ngài là nhà hiền triết uyên bác nhất vùng này. Vậy, ngài hãy nói đôi điều về sự phát đạt liên tục của gia đình ta, để sự hạnh phúc đó có thể được trân trọng lưu giữ lại từ thế hệ này tới thế hệ khác. Nói về sự phát đạt liên tục của gia đình đại công tước để lưu giữ lại từ thế hệ này tới thế hệ khác sao? Không biết có làm khó được Naga không? Vậy thì tôi chúc ngài cha chết, con chết, cháu chết. Cái gì? Người đang rủa ta đó sao? Cha chết, con chết, cháu chết. Ta đã cậy nhờ ngài nói đôi điều hạnh phúc của gia đình ta, mà sao ngài dám bày trò díu cợt vậy? Ngài lễ sinh thần của đại công tước mà ngài dám nói đến sự chết chóc, quá chẳng phải đang rủa đại công tước xui xẻo hay sao? Đằng này còn cả con cả cháu, ngài chẳng xem đại công tước ra gì cả. Naga, ngài thật bất kính, ăn nói ngông cuồng, không biết kiêng nể ai, làm mất thể diện của đại công tước trước mặt bao nhiêu quan khách, tội này không thể tha được. Đúng vậy, phải trừng phạt ngài Naga làm gương. Người đâu, đem nhà hiền triết Naga ra phạt 50 gậy cho ta. Từ nay mà còn dám ăn nói hàm hồ, ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi vùng này. Đại công tước đánh ngài có 50 roi là còn nhẹ đấy, ta sẽ cho ngài biết quả từ miệng gây ra là như thế nào. Đánh hắn thật đau cho ta. Khoan đã thưa đại công tước, xin ngài hãy cho tôi nói đôi điều. Đại công tước, xin ngài chớ nghe những lời nói xảo biện của hắn. Trước mặt rất nhiều quan khách, Naga đã nguyền rủa ngài, ai trong chúng tôi cũng nghe thấy. Thưa đại công tước, tôi không hề có ý bất kính, mà sự thật là tôi chỉ nói ra những lời thật lòng. Vậy ý của người nói có điều gì tốt đẹp? Nếu trước khi chính ngài chết mà con trai của ngài đã chết rồi, điều đó sẽ làm ngài đau khổ rất nhiều. Nếu cháu trai của ngài mà qua đời trước con trai ngài, cả hai cha con ngài sẽ tan nát cõi lòng. Nếu gia đình ngài, thế hệ này kế tiếp tới thế hệ khác đều qua đời theo cái thứ tự mà tôi vừa kể ra, thì đó sẽ là cái tiến trình cuộc sống tự nhiên. Tôi gọi điều này là sự phát đạt thật sự. Tiến trình quy luật tự nhiên mà bị đảo lộn đúng là bất hạnh. Hay lắm, đúng như ngài nói, đó là sự phát đạt thật sự. Lời nói của ngài ấy đúng là có lý lắm thưa đại công tước. Lời nói của tôi chân chất không qua mỹ bằng các vị quan khách ở đây, nghe thì khó lọt tai, nhưng ý nghĩa của nó ám chỉ điều tốt đẹp. Có những điều đẹp đẽ không phủ bên ngoài vẻ mỹ miều, mà nó cần đến sự cảm nhận. Lão Naga này dám làm chúng ta mất mặt. Hắn hãy xem những lý lẽ của hắn khiến mọi người đồng tình, nhưng ta vẫn phải phạt hắn về cái tội ăn nói ngông cuồng. Thôi, thưa ông chủ, đây là bữa tiệc sanh thần vui vẻ của ngài, tốt nhất nên cho qua, tỏ ra mình là người đại lượng. Giờ mà làm to chuyện, ác hẳn sẽ đấu lại bằng lời lẽ, có thể làm mình mất mặt thêm đó ạ. Người nói cũng phải, làm gì cũng phải giữ thể diện của mình.
Ngài nói hay lắm Naga. Những mỹ từ ta nghe cũng chán rồi. Chỉ có ngài là hiểu được tâm ý của ta. Ngài không cần khách sáo đâu thưa đại công tước. Thôi, cũng đã đến giờ khai tiệc, mời các vị vào dùng bữa. Sự tích qua 10 giờ. Trời đất ơi, con của ta, sao số của con lại khốn khổ như thế này? Kìa, người phụ nữ đáng thương, ta là nữ thần biển Hali đây. Cớ sao con lại ôm con khóc nơi đây thế này? Thưa nữ thần biển Hali, con trai bé bỏng của con mới sinh được vài ngày tuổi mà lại mang trọng bệnh. Người ta bảo rằng nó sẽ chẳng thể sống nổi một tuần nữa. Xin người, con cầu xin người, hãy rủ lòng thương tới đứa bé vô tội này. Cách duy nhất để có thể giữ được mạng sống của đứa trẻ này, đó là một cách rất tàn nhẫn với nhà ngươi. Ngươi liệu có chấp nhận không? Thật có cách để cứu con trai bé bỏng của con, thì dù mọi thứ có tàn nhẫn với con bao nhiêu, con cũng xin chấp nhận. Được, vậy ngươi hãy nghe đây. Mạng sống của đứa bé sẽ được đánh tráo cho mạng sống của ngươi. Thưa nữ thần Hali, chỉ xin người cho con thêm chút thời gian để chăm sóc thằng bé, được không ạ? Được, vậy ta sẽ cho con thêm thời gian để ở bên nó. Sau đó ta sẽ để mắt trông nom đứa trẻ này. Cảm tạ nữ thần biển cả Hali. À ơi, con ơi, con ngủ cho ngoan. Nín đi nào con ơi. Cảm ơn nữ thần Hali. Đau quá. À, hết đau rồi. Nhiều năm sau. Dưới sự che chở của nữ thần biển cả Hali, Danby càng lớn càng cường tráng và khôi ngô. Kìa, là Danby kìa. Trông anh ấy thật khỏe khoắn. Công nhận đấy, đám trai tráng trong làng chẳng bằng một góc của anh ấy. Chà chà, cái cậu Danby kia càng lớn càng khỏe mạnh khôi ngô. Cô gái nào trong làng mà lấy được cậu ấy thì coi như cũng thật may mắn. Ê, chỉ tiếc rằng mẹ cậu ta qua đời sớm quá. Giờ một thân một mình kể ra cũng tội nghiệp. Nhà đơn chiếc, ra vào một mình thì cô đơn lắm. Bác ơi, cá của bác đi. Bác để cháu kéo nốt về nhà cho bác nha. Cảm ơn cậu nhà Danby, cậu thật tốt bụng. Có gì đâu bác. Mẹ, mẹ ở trên thiên đường có cô đơn không? Sao con ở đây thấy trống trải thế này chứ? Tội nghiệp Danby. Ta đường đường là nữ thần biển cả, vậy mà con nuôi của ta lại chẳng phải là một chàng trai hạnh phúc. À, đúng rồi, ta đã ban cho Danby sức khỏe, sự tuấn tú, thông minh. Thế nhưng ta lại chưa ban cho con tình yêu. Cái mà Danby cần ngay bây giờ chính là một người con gái để yêu đương và chia sẻ mọi buồn vui. Bấy lâu nay, ta biết con vốn thích chốn dương gian. Con nghĩ sao nếu ta cho con lên trên đó? Nữ thần cho con lên mặt đất thật sao? Đúng vậy, nhưng có một điều ta muốn nói rõ với con. Rằng khi con lên mặt đất, những ký ức dưới thủy cung này của con sẽ mất đi. Những người con gặp, con quen
và yêu ghét thế nào sẽ là do cảm xúc của con và tùy con quyết định. Con đồng ý không? Dạ, thưa nữ thần, con đồng ý ạ. Được. Ôi trời ơi, sao cô gái kia lại bị sóng đánh dạt vào bờ thế kia? Cô gái ơi, cô làm sao thế? Ta đang ở đâu thế này? Anh là ai? Tôi là Danby. Còn cô là ai mà lại dạt vào bờ biển này thế? Nếu hôm nay mà không có ai ở đây thì cô sẽ ra sao? Là chàng đã cứu ta sao? Cảm ơn chàng. Thời gian sau. Chà, không khí tuyệt quá. Lúc nào mình cũng thích được đi dạo ở bờ biển thế này. Xin chào Sammy. Cô lại đi dạo đấy à? Tôi biết một chỗ nhìn ra biển xa đẹp lắm. Cô có muốn xem không? Vậy sao? Chỉ cho tôi đi. Và đúng như mong muốn của nữ thần biển Hali, cuối cùng Danby và Sammy cũng dần nảy sinh tình cảm. Ngày qua ngày, cứ 10 giờ sáng, cả hai lại hẹn nhau tay trong tay vui đùa trước biển xanh. Thế rồi một ngày kia, khi Danby đang trên đường trở về nhà, thì chuyện bất ngờ đã xảy ra. Trời sắp tối rồi, phải nhanh chân về thôi. Cha ơi, nước nóng đây rồi ạ. Ừ, để cha lau mặt cho cậu ấy. Khổ thân, anh ấy bị ngã đến bất tỉnh, lại còn bị gãy chân nữa. Tối nay không về thế này, chắc người nhà anh ấy lo lắng lắm. Thôi, ít ra chúng ta cũng phát hiện ra cậu ấy là cậu ấy cũng may mắn rồi. Chứ nằm ngất trong rừng đêm thì còn nguy hơn. Dạ vâng. Sao hôm nay mãi không thấy chàng ấy nhỉ? Sáng nào cũng vậy, đúng 10 giờ sáng, chàng ấy và mình hẹn sẽ đến đây cơ mà. Có chuyện gì rồi chăng? Có bao giờ chàng ấy quên hẹn với mình đâu chứ? Vài ngày sau. Sammy, con gái của ta, sao lại chỉ có mình con trơ trọi thế này? Có chuyện gì đã xảy ra mà mình không biết sao? Danby, con đang ở đâu vậy? Danby. Anh ăn một chút đi. Cảm ơn cô đã cứu mạng. Không có gì. Nhiều ngày sau. Danby, chàng đang ở đâu vậy? Có chuyện gì đã xảy ra với chàng vậy? Danby ơi. Danby, nói điều này ra với con thật là khó khăn. Nhưng từ lúc gặp con, ta đã hy vọng rằng thân già này nếu có một ngày rời xa thế giới thì con có thể chăm lo cho Gina của ta. Gina và cha cô ấy đã cứu mạng ta. Thế nhưng còn Sammy nữa, phải làm thế nào bây giờ? Từ lúc gặp nạn trong rừng, ta còn chưa gặp Sammy. Thời gian qua có lẽ chắc Sammy cũng đã tưởng ta không còn nữa rồi. Cha, cha đừng làm khó cho Danby. Chàng ấy còn có cuộc sống của mình. Ừ, con cảm ơn bác. Cảm ơn Gina đã cứu mạng con. Nếu không có hai người thì con cũng không có ngày hôm nay. Con xin hứa với bác sẽ chăm lo cho Gina. Trong khi đó, Sammy vẫn ngày đêm đi tìm kiếm Danby. Cho đến một ngày kia, nàng đã tìm thấy nơi Danby đang ở. Danby, mấy lâu nay không thấy chàng. Hóa ra chàng ở đây. Chàng có người khác rồi sao? Trời ơi.
Trời ơi, biết thế ta không đi tìm chàng ấy để làm gì, để phải nhìn thấy cảnh trái ngang như vậy. Chàng ấy đã quên ta thật rồi, đã quên đi những cái hẹn 10 giờ cùng ta rồi. Thế này thì ta còn thấy sống làm gì nữa. Sami, con gái của ta, là tại ta, ta đã đưa con đến đây để phải chịu nỗi đau thế này. Nhưng quyết định của Danby ta không thể can thiệp. Người là ai vậy? Ta chính là nữ thần Hali của biển cả đây. Chính là ta đã ban cho con cuộc sống nơi dương gian này. Ta cứ ngỡ ở đây con sẽ được hạnh phúc, ai ngờ con lại có kết cục buồn bã như vậy. Chỉ bằng giờ đây, con hãy về lại biển cả với ta con nhé. Nữ thần biển cả ư? Về lại với biển? Vậy là sao? Ta sẽ cho con lại ký ức cũ. Có về với biển cả thì con cũng không còn là Sami của ngày xưa nữa rồi. Trái tim của con đã yêu thương, đã bị phản bội và tràn ngập nỗi đau. Làm sao con có thể quên đi nỗi đau này cơ chứ? Nhưng cho dù người con yêu thương không còn yêu thương con nữa thì con cũng không muốn quên đi chàng. Thế nên con xin người hãy cho con được ở lại đây. Ôi, Sami của ta ơi, tình yêu của con quá lớn. Thế nên phép thuật của ta cũng không còn tác dụng với trái tim và tâm trí của con nữa rồi. Đứa con ngốc nghếch của ta. Vậy là Sami đã lựa chọn ở lại để chờ đợi Danby. Thế nhưng thời gian trôi qua nhanh như một cơn gió. Cứ mỗi ngày khi 10 giờ qua đi, trái tim Sami lại thêm một lần bị bóp nghẹt. Biển cả của ta, Sami của ta, ta xin lỗi. Hãy cứ coi như ta đã không còn trên đời này. Vì giờ đây tính mạng của ta không còn thuộc về ta nữa. Ta nợ khu rừng này, nợ người con gái ở đây. Ta xin lỗi. Sami ơi, đừng đợi ta nữa. Sami khốn khổ của ta, tình yêu vô vọng của con thật khiến cho ta day dứt và ám ảnh. Nếu chờ đợi là lựa chọn của con thì lần cuối này ta sẽ ban cho con một sức sống bền bỉ khác. Loài hoa mà Sami biến thành, từ đó cứ khi 10 giờ là lại nở rộ. Từng cánh hoa như hứng lấy những hạt nắng của mặt trời để sưởi ấm cho những giọt nước mắt chất chứa trong lòng của người con gái đầy đau khổ và tuyệt vọng. Người ta ví hoa 10 giờ chính là hiện thân của cô gái Sami si tình đó. Hoa nở tượng trưng cho nỗi tuyệt vọng năm nào của cô đối với chàng trai, nên chẳng thể tươi lâu được. Kiện Diêm Vương. Ngày xưa, ở một khu làng nọ, có một gia đình nhà họ Lê rất giàu có. Nhưng ngặt nổi, trong nhà không có lấy một người đàn ông quá 30 tuổi. Xin thầy, hãy cố giúp chồng của con ạ. À, con không muốn chồng con chết đâu. Hết cách rồi, chị nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng không thể nào giúp anh nhà khỏe lại. Sao cơ? Thầy nói gì ạ? À? Hết cách là sao? Mạch tượng rất yếu, khả năng là không qua khỏi đêm nay. Tôi rất tiếc, chị hãy chuẩn bị mà lo hậu sự đi. Trời ơi, sao lại thế cơ chứ? Mình ơi, sao số mình lại khổ thế này?
Mình vẫn còn trẻ mà, tại sao lại phải ra đi sớm thế chứ? Con à, thằng Minh sao rồi? Mẹ, thầy Tứ nói anh Minh không qua khỏi đêm nay. Tại sao lại thế hả mẹ? Lẽ nào lời nguyện ấy đến bây giờ vẫn chưa được hóa giải sao? Gia đình ta bạc mệnh đến như vậy à? Mẹ đang nói đến lời nguyện nào đấy? Mẹ nghe cha thằng Vinh lúc còn sống nói rằng tất cả những người đàn ông trong dòng họ nhà Lê đều sống không quá 30 tuổi. Ông nội thằng Vinh lâm bệnh nặng rồi qua đời khi vừa bước sang tuổi 30. Bố thằng Vinh cũng thế, giờ đến lượt nó nữa. Có chuyện đó thật sao hả mẹ? Thật là vô lý, sao trên đời này lại có chuyện hoang đường thế được? Mẹ cũng không dám tin, nhưng đó là sự thật con à. Bệnh tình của thằng Vinh bây giờ chính là minh chứng cho việc này đấy. Mẹ ơi, những lời mẹ vừa nói là thật sao? Con không nghe lầm đấy chứ? Vinh à, con tỉnh lại rồi à? Con thấy trong người sao rồi? Con thấy mệt lắm, có lẽ sắp đi rồi, nhưng con muốn biết rõ về cái lời nguyện đó. Có thế con chết mới nhắm mắt được. Mẹ hãy nói cho con biết đi ạ. Mẹ cũng chỉ nghe cha con kể lại, nhưng thật sự cụ của con, rồi ông nội, rồi bố con, rồi đến các chú cũng đều qua đời ở tuổi 30. Giờ lại đến lượt con lâm vào tình cảnh này. Không hiểu họ Lê đã đắc tội gì với Diêm Vương để mà phải chịu sự trừng phạt này nữa. Ở trên đời này lại có chuyện phi lý bất công đến thế sao? Thật không thể chấp nhận được. Cuộc đời đúng là bất công. Người thì không được sống quá 30 tuổi, người thì 300 tuổi vẫn sống khỏe mạnh như thường. Giá mà họ chia sẻ được cho nhau thì có phải tốt không? Em vừa nhắc tới có phải là ông lão họ Lã ngày ngày vẫn ra ngồi ở bờ biển câu cá không? Đúng là ông lão họ Lã đó mình. Ông ấy năm nay đã hơn 300 tuổi rồi, trước giờ chưa hề bệnh tật hay ốm đau gì. Con cháu ông ấy đều đã ra đi cả rồi, nhưng ông ấy vẫn còn sống. Không được, thế này thì quá bất công, còn phải kiện mới được. Không thể để gia đình nhà ta phải chịu oan ức như thế này mãi được. Con kiện ai? Giờ con như thế này thì kiện được ai nữa? Con kiện Diêm Vương. Hả? Kiện Diêm Vương sao? Con làm được à? Chỉ có người chết mới được gặp Diêm Vương thôi, mà con chết rồi thì còn nghĩa lý gì nữa? Dù sao thì con cũng sắp xuống đó gặp ông ta rồi. Nếu kiếp này con không qua khỏi thì con phải đòi lại công lý cho con trai của con. Nó không thể giống như con ra đi ở tuổi 30 được. Thời gian không còn nhiều nữa, hai người hãy chuẩn bị cho con ít giấy bút và một chút tiền bỏ vào áo khoác, xuống dưới đó con sẽ dùng đến. Được rồi, mẹ sẽ cùng vợ con chuẩn bị ngay bây giờ đây. Con ơi, mình ơi, mình ơi, mình đừng đi mà mình ơi. Sau khi tắt thở, hồn Lê Vinh liền rời khỏi xác và đi thẳng đến nơi âm tào địa phủ. Người đưa ta đi đâu đây? Có phải đến gặp Diêm Vương không? Người tuổi gì mà đòi gặp Diêm Vương? Số mệnh đã định rồi. Người chết đi xuống đây thì giải thẳng xuống tầng 5 địa ngục. Hãy ngoan ngoãn đi theo bọn ta đi, đừng thắc mắc làm gì. Ngài quỷ sứ, làm ơn giúp tôi một chuyện được không? Xin ngài thương tình, tôi có ít quà biếu ngài đây, mong ngài nhận cho. Khen nhà ngươi vừa xuống địa phủ mà đã hiểu lẽ sống nơi này. Thôi được,
Xem như ngươi cũng có lòng. Ngươi muốn ta giúp chuyện gì, nói mau. Nếu giúp được, ta sẽ xem xét. Thật ra tôi có đôi điều muốn tâu bày với Diêm Vương. Mong ngài hãy chuyển giúp tôi bức thư này đến tay ngài. Tôi đội ơn rất nhiều. Ta chỉ đưa giúp thôi nha. Còn tiếp theo thế nào á, mặc kệ nhà ngươi đó. Cảm ơn ngài quỷ sứ. Ngài chịu đưa bức thư này tới tay Diêm Vương giúp tôi á, là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Kẻ nào viết lá đơn này thật là to gan. Mau giải vào đây cho ta. Dạ vâng, thưa Diêm Vương. Chúng thần sẽ giải hắn về đây ngay lập tức. Mong Diêm Vương bớt giận. Kẻ đang quỳ dưới kia là ai? Tại sao dám to gan kiện Diêm Vương ta xét xử không công bằng? Bẩm Diêm Vương, tiểu nhân là Lê Vinh, vốn người họ Lê, dòng họ mà từ bao đời nay phải chịu cảnh chết non, không ai sống thọ quá 30 tuổi. Tự thấy tại sao cuộc đời lại bất công đến thế. Có người chỉ sống được 30 năm, nhưng có người 300 tuổi vẫn sống trơ trơ. Có chuyện đó sao? Có người sống được đến tận 300 tuổi sao? Tại sao ta chưa từng nghe qua? Dạ, để thần kiểm tra lại sổ sách đã. Kiểm tra cái nỗi gì? Rõ ràng phải có kẻ sống được đến 300 tuổi mới có người đi kiện cáo thế này chứ. Hình như là cũng có ạ. Nhưng mà 240 năm trước, tên kia, người mới chết xuống đây phải không? Sao cứ lơ ngớ như kẻ mất hồn thế kia? Thế hóa ra đây là địa phủ và tôi đã chết rồi sao? Đây là địa ngục, và đến đây có nghĩa là người đã chết chứ còn sao nữa. Bẩm ngài, tôi không muốn chết. Xin hãy cho tôi sống lại và trở về dương thế. Tôi muốn được sống tiếp, xin hãy giúp tôi. Thật ngu xuẩn, làm gì có chuyện chết thì sống lại được. Người cũng đã thọ đến 60 tuổi rồi, còn muốn điều gì nữa? Bẩm ngài, đây là 100 đồng vàng tôi đã tích góp được. Xin hãy giúp tôi được sống đến 1000 năm tuổi. Chỉ với bấy nhiêu mà đòi được sống đến 1000 năm tuổi à? Nếu chưa đủ thì đây ạ. Đây là 100 đồng tiền vàng. Cầu xin ngài hãy thương xót cho linh hồn của con ạ. Cũng được đó. Khen người xuống địa phủ mà còn sống biết trước biết sau. Hẳn hạ giới người cũng là kẻ khôn ngoan giàu có. Ta đồng ý. Quan lớn, ông lão kia 60 tuổi mà còn được sống lại. Còn tôi mới 30 tuổi đã phải từ giã cõi đời. Xin ngài hãy cho tôi được trở về với vợ con. Tên kia, ngươi từ đâu lao ra đây mà nói điều sằng bậy? Đã đến đây thì chẳng qua được sống trở lại hết, hiểu chưa? Tránh ra để ta đi. Không được, tôi đã chứng kiến tất cả cuộc trao đổi của hai người. Nếu tôi không được sống lại, tôi sẽ kiện các người tội nhận đút lót rồi làm điều sằng bậy. Tên kia to gan, vừa chân ướt chân ráo xuống địa phủ mà đã dám làm liêu à? Ngươi là một linh hồn nhãi nhép mà dám kiện ta sao? Được, ta sẽ sửa sổ Nam Tào cho cả dòng họ nhà ngươi. Tất cả nam giới chỉ sống thọ được như ngươi. Đúng 30 tuổi rồi, tất cả đều phải chết. Không được, các người thật bí ổi, các người thật độc ác mà. Phan Hoàng, sao ta hỏi mà mặt người đơ ra thế hả? Rốt cuộc kẻ sống được đến 300 năm kia là như thế nào? Để thần kiểm tra sổ Nam Tào ngay. Nhưng thưa Diêm Vương, hàng triệu người sống chết mỗi ngày. Xin Diêm Vương cho thần thời gian vài tuần địa phủ, thần mới kiểm tra xong mà. Cái gì? Vài tuần địa phủ? Người biết vài tuần địa phủ bằng cả vài chục năm dưới mặt đất. Đợi người tra cái sổ Nam Tào xong thì kẻ oan ức kia còn có thể trở lại cõi trời được hay không? Bẩm Diêm Vương, thần sẽ cố gắng làm nhanh hết sức có thể. Nhưng mà thần nghĩ, nếu thật sự có người sống đến 300 tuổi thì không phải đợi đến giờ mới có người đi kiện. Chắc chắn có rất nhiều người đã kiện Diêm Vương rồi ạ. Cho nên là thần nghĩ gã kia đã bịa chuyện. Cũng đúng. Thôi, không cần kiểm tra. Làm gì có người sót sổ như vậy? Phàm là người thường, thọ sẽ không quá 100 tuổi đã chết. Làm gì có chuyện sống đến 300 năm? Bẩm Diêm Vương, đây là cửa tử rồi. Thần còn dám nói dối nữa hay sao? Ta đã làm Diêm Vương cả hàng nghìn năm rồi. Làm gì có chuyện phi lý đó? Rõ ràng là ngươi bịa đặt đến làm loạn cái địa phủ này. Bẩm Diêm Vương,
Thần xin thệ, thần không dám nói sai. Người sống 300 tuổi kia chính là ông lão họ Lã ở cùng làng với hạ thần. Hết con rồi đến cháu, rồi chắc chút chích, rồi thậm chí cả chuột dịch nhà ông ấy đã chết rồi. Vậy mà ông ấy vẫn sống trơ trơ đó. Vậy ngươi có bằng chứng không? Nếu như ngươi tìm đủ bằng chứng thì ta sẽ xá tội cho cả họ nhà ngươi. Bằng không ta sẽ đẩy ngươi xuống không chỉ 5 mà là 12 tầng địa phủ. Chết rồi, làm sao lấy bằng chứng từ lão ấy đây? Kìa, Diêm Vương đã nói chuyện với nhà ngươi đó. Sao ngươi lại đần mặt ra không nói gì hết hả? Dạ, vân vân, tiểu nhân sẽ cố hết sức ạ. Tiểu nhân sẽ tìm được bằng chứng để chứng minh cho ngài thấy lời tiểu nhân nói là đúng ạ. Được, ta cho ngươi thời hạn 1 ngày, quỷ sứ sẽ đưa ngươi trở lại dương thế. Ngươi hãy cố mà tìm bằng chứng đi. Nếu không tìm được thì ngươi sẽ phải chịu hình phạt nặng đấy. Dạ vâng, thưa Diêm Vương, đợi ơn người ạ. Người muốn đến nơi này đúng không? Đúng rồi, chính là nơi này ạ. Ở kia chính là ông lão mà ta nói đó. Ông ấy sống đến nay đã hơn 300 tuổi rồi. Trong vùng này ai ai cũng kính nể trước sức khỏe dẻo dai của ông ấy. Hè, lời nói suông của ngươi thì ai tin được. Ta trông ông ta chỉ khoảng 60 tuổi mà thôi. Nhìn ông ấy như chỉ 60 tuổi, nhưng thực chất ông ấy đã 300 tuổi rồi. Vậy ngươi có gì là bằng chứng ông lão đó 60 tuổi? Bằng chứng ư? Làm cách nào để có bằng chứng nhỉ? Hè, nếu lão ta tự công nhận mình đã sống được 300 năm thì đó cũng chính là bằng chứng đó. Nếu lão ta tự công nhận thì còn gì bằng. Nhưng làm thế nào để lão thừa nhận đi? À, đúng rồi, mình sẽ làm theo cách đó. Hy vọng là sẽ thành công. Bây giờ ngươi hãy biến ta thành người trần đi, để ta ra nói chuyện với ông lão. Chứ với bộ dạng thế này làm sao ta đến gần ông lão được. Được rồi, hãy xem đây. Dạ, chào cụ ạ. Dạ, chào cụ ạ. Đúng là một ông lão chưa căng hợm hỉnh. Mình chào lão ấy to như thế mà lão ấy chẳng thèm quay ra tiếp chuyện. Thưa cụ, cháu nghe nói đời cụ nội cháu có tìm được ở bờ biển này một hòn đá rất kỳ lạ. Nó có thể nổi trên mặt nước, lại có nhiều hốc, nhiều rêu, nhiều màu sắc, lúc nào cá cũng xúm lại xung quanh. Chính vào hòn đá ấy mà đời cụ với đời ông cháu, cả đời cha cháu đều câu được rất nhiều cá, của ăn của để không ít. Nhưng đến đời cháu không hiểu sao lại không thấy hòn đá ấy nữa, tìm ngược tìm xuôi mãi không ra. Cháu rất mong tìm được hòn đá ấy. Vậy cụ thường ngồi câu ở đây, có thấy hòn đá ấy trôi đi đâu, bảo giúp cho cháu biết để cháu kiếm ăn với ạ. Đừng có bà nói láo, anh đang trêu đùa tôi đấy à? Làm gì có hòn đá nào như thế chứ? Có mà, từ đời cụ cháu đã có rồi. Hay là vì chuyện này xảy ra lâu quá rồi nên cụ không biết? Chứ cháu đảm bảo với cụ là có hòn đá ấy mà. Ta đã ngồi câu ở đây gần 300 năm, không thiếu một ngày nào, và cũng chưa từng nhìn thấy hòn đá nào biết trôi cả. Anh chỉ là đang cố tình lừa bịp lão già này thôi. Đừng có mà nói linh tinh, cút đi cho lão làm việc. Dạ, cụ nói gì ạ? Cụ nhìn chỉ như có 60 tuổi thôi, mà sao cụ bảo cụ đã 300 tuổi ạ? Làm gì có ai sống lâu được đến thế ạ? Hay là cụ có bị lẫn không ạ? Tên khốn kiếp, người tự dưng từ đâu đến lại định chê ta già lấn thẫn phải không? Ấy, không ạ. Bởi chẳng ai nhìn cụ có thể tin cụ có thể sống đến 300 năm rồi ạ. Ta đã 300 tuổi rồi, hiểu chưa? Ta đã sống và chứng kiến bao đời người sống rồi đã chết. Các con ta, cháu ta, chắc ta, chúc ta, chúng đã sinh ra, lớn lên rồi chết đi. Cụ ơi, sinh lão bệnh tử chỉ sống được đến 100 tuổi là khó tin rồi. Cụ nói vậy làm sao mà cháu tin được cụ sống đến 300 năm chứ ạ? Tự dưng gặp tên khốn kiếp làm ta cáu giận. Ta nói cho người biết nha, ta sống được 300 năm tuổi bởi vì ta khôn ngoan hơn người, ta giàu có hơn người. 240 năm trước đây ta đã từng đến cửa địa ngục, nhưng nhờ gặp được phán quan uy quyền và nhờ ta biết sống, biết hòa khắp đúng người đúng việc.
nên ta sẽ sống không chỉ 300 năm mà còn sẽ sống đến cả 1.000 năm. Ngài nói gì cơ? Không chỉ sống 300 năm mà tận 1.000 năm. Đúng vậy. 1.000 năm, ngươi hiểu chưa? Còn tên chết cùng ta, dòng họ Lê cùng làng năm đó cũng giàu có nhiều tiền đó, nhưng lại không chịu hòa cáp biếu xén, lại còn dọa kiện phán quan tội ăn đút lót, nên đã bị phán quan nguyền rủa cả gia tộc toàn bộ nam giới, chỉ sống được đến 30 tuổi mà thôi. Ở trời, có chuyện đó sao? Tin rồi phải không? Tin rồi thì hãy mau cút xéo ngay đi cho khuất mắt ta. Phán quan, thì ra chính là nhà ngươi. Bẩm Diêm Vương, con đã gặp cụ già đó rồi ạ. À, không cần nói nữa, ta đã biết cả rồi. Ta đã quan sát qua gương thần và đã thấy được cuộc trò chuyện giữa ngươi và lão già đó rồi. Vậy nghĩa là ngài sẽ... Đúng vậy, ta sẽ xá tội cho dòng họ nhà ngươi. Từ nay dòng họ Lê sẽ không phải chịu cảnh chết non nữa. Riêng ngươi đã vì dòng họ mà dám dũng cảm lên tiếng, thế nên ta sẽ đặt cách cho phép ngươi hoàng dương về đoàn tụ với gia đình. Được thế thì tốt quá, con lại được về gặp mẹ và vợ con của con rồi. Đa tạ Diêm Vương, đa tạ ngài rất nhiều ạ. À, còn phán quan, nhà ngươi còn gì để nói với ta nữa không? Bẩm Diêm Vương, thần có tội, xin Diêm Vương thương tình. Thần đã bao năm phụng sự người mà tha thứ cho thần một lần. Ngươi đã cạnh ta bao lâu, ta tin tưởng và giao cho ngươi quyền thay ta phán quyết. Vậy mà nhà ngươi dám nhận hối lộ, làm điều trái với luật sinh tử, trái với tự nhiên. Thần có tội, bẩm Diêm Vương, thần biết thần phạm tội tày trời. Quỷ sư đâu, hãy tống cổ tên phán quan khốn kiếp này xuống 100 tầng địa ngục, để đời đời kiếp kiếp hắn không bao giờ còn xuất hiện trước mắt ta một lần nữa. Diêm Vương, thần đã biết tội, xin tha cho thần. Diêm Vương, Diêm Vương. Quỷ sứ, người hãy lập tức gạch tên ông lão họ Lã trong số Nam Tào, để hắn phải xuống chầu Diêm Vương ta ngay lập tức. Lê Vinh, một lần nữa ta khá khen người đến lúc chết vẫn can đảm chiến đấu vì lẽ phải. Giờ thì hãy rời khỏi địa phủ tối tăm này mà trở về dương thế ngay đi. Con ơi! Mình à! Mẹ ơi! Mình ơi! Con đã thành công rồi! Từ giờ dòng họ nhà mình sẽ không sao rồi! Con được trở về đoàn tụ với hai người rồi! Tốt! Tốt quá rồi, mẹ và vợ con vẫn chờ đợi con có thể kiện Diêm Vương và quay về. May quá, chúng ta lại được đoàn tụ rồi. Nhờ có Lê Vinh mà từ đó dòng họ Lê đã không còn chịu cảnh đàn ông chết yểu ở tuổi 30 nữa. Ai nấy đều phấn khởi, họ được sống theo quy luật sinh, lão, bệnh, tử đến lúc về già. Sự tích bánh pizza. Napoli, Ý, năm 1889. Ông chủ ơi, có chuyện gì thế? Có chuyện nghiêm trọng lắm ạ. Chuyện gì mà nghiêm trọng? Cậu nói thử tôi nghe xem nào. Có nữ hoàng đến. Nữ hoàng nào? Không phải cậu đang nói đến nữ hoàng Margherita Tetria Giovanni, hoàng hậu của vua Umberto đệ nhất đấy chứ? Dạ đúng ạ. Nữ hoàng người đã ngự giá đến đây và đang bên ngoài chờ ông chủ ra đón tiếp ạ. Thật vậy sao? Sao nữ hoàng lại đến đột ngột thế này chứ? Ta phải ra đó luôn mới được. Thật là hiếm khi được có vinh dự tiếp đón nữ hoàng. Cậu mau vội bên trong chuẩn bị trà bánh đi. Dạ tôi biết rồi ạ. Dạ kính chào nữ hoàng. Thật là vinh dự cho chúng tôi khi được tiếp đón nữ hoàng tại đây. Chẳng hay nữ hoàng ngự giá có điều gì cần sai bảo ạ? Ngươi là chủ quán ở đây à? Dạ thưa nữ hoàng, tôi là Raffaele Esposito, chủ của quán rượu này. Hôm nay ta có việc đến thăm Napoli, đi ngang qua quán của ngươi thấy rất vừa mắt nên muốn ở lại nghỉ ngơi một lát.
Người không phiền chứ? Dạ, được tiếp đón nữ hoàng là vinh hạnh của tôi, làm sao lại phiền cơ chứ. Chỉ cần nữ hoàng không chê chốn hèn mọn này là tôi đã vui mừng lắm rồi. Được lắm, người nói rất hay. Đây là quán rượu, chắc hẳn cũng sẽ có những món ăn ngon. Vì vậy ta quyết định ăn trưa tại đây. Rất hân hạnh được phục vụ nữ hoàng. Nữ hoàng ăn trưa tại quán của tôi, đó là một điều vô cùng tự hào quá. Chúng tôi sẽ phục vụ những gì tốt nhất đến cho người. Ngươi định làm món gì để tiếp đón cho nữ hoàng? Nên nhớ, ngươi không phải là người bình thường đâu. Những món gửi lên ngươi đều phải thật đặc biệt. Ngươi có làm được hay không? Dạ. Nếu đó là yêu cầu của nữ hoàng, thì tôi chắc chắn sẽ phải thực hiện rồi. Chẳng hay nữ hoàng muốn dùng món gì ạ? Và sở thích của ngươi là gì? Thực ra ta đã nghe qua về tài nấu nướng của ngươi. Thiên hạ đồn rằng ngươi cũng là một đầu bếp có tiếng, với các món ăn ngon và đặc sắc, cho nên ta mới chọn quán của ngươi làm nơi dừng chân. Dạ, nữ hoàng đã quá khen ạ. Tài nấu nướng của tôi cũng chỉ thuộc vào hạng trung bình thôi, không có gì đáng đi bàn cả. Ngươi cũng khiêm tốn quá đó chứ. Nhưng biết thế nào, ta đã chọn dừng chân ở đây thì ngươi buộc phải thể hiện tài năng của mình, không được phép chối từ ta. Dạ, cung kính không bằng tuân lệnh. Chẳng hay nữ hoàng muốn ăn món gì, thần xin được phép phục vụ hết mình. Tạm thời ta cũng chưa nghĩ ra là ta muốn ăn món gì. Thế này đi, ta muốn cho ngươi một thử thách, ngươi có đồng ý hay không? Hả? Thử thách ư? Nữ hoàng muốn thử thách tôi điều gì ạ? Sao? Ngươi có muốn nghe thử thách của ta không? Hay là chưa gì đã sợ rồi? Dạ không, tôi không có ý đó. Chỉ là tôi đang tò mò muốn biết xem nữ hoàng cao cả đây muốn dành tới đặc ân gì thôi. Hôm nay ta tới đây mong muốn được thưởng thức một món ăn thật đặc biệt, một món ăn mà có một không hai, chưa ai từng được nếm thử. Tất nhiên hương vị phải thật ngon. Và một điều quan trọng nữa là món ăn ngươi làm ra phải thể hiện được sự tôn trọng đối với nước Ý mà ta chính là đại diện ở đây. Điều này tôi... Sao hả? Với tài nấu nướng của ngươi, chắc điều này không làm khó ngươi chứ. Ta nghĩ đây cũng là cơ hội để ngươi chứng minh tài năng của mình cho mọi người biết đó. Tôi... Ngươi không có quyền từ chối và lựa chọn đâu. Nhiệm vụ của ngươi là phải làm theo. Nếu như ngươi không làm cho nữ hoàng hài lòng, ngươi sẽ bị trị tội đó. Còn ngược lại, nếu ngươi làm nữ hoàng vui, nữ hoàng sẽ trọng thưởng cho ngươi rất lớn. Phải đó, có thưởng tất nhiên sẽ có phạt. Nhưng ta tin rằng ngươi sẽ được nhận thưởng từ ta hơn là bị phạt. Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ, thưa nữ hoàng. Tốt lắm, hy vọng là ta không nhìn nhầm ngươi và cũng không đánh giá nhầm tài năng của ngươi. Mau đi thực hiện thử thách đi. Trước giờ ăn trưa, ngươi phải dâng được món ăn lên cho ta đó. Dạ, tôi biết rồi, thưa nữ hoàng. Ông chủ, giờ phải làm sao ạ? Giờ phải làm sao ạ? Thì phải cố chứ làm sao đi. Ngài phải nhớ kỹ yêu cầu của nữ hoàng. Đúng vậy, một món ăn mà có một không hai, chưa ai từng được nếm thử. Tất nhiên, hương vị phải ngon. Và điều đáng lo nhất là món ăn phải thể hiện được sự tôn trọng đối với nước Ý mà nữ hoàng là đại diện. Trời ơi, nếu chúng ta làm không ngon, không đúng ý người thì chúng ta còn mắc thêm tội tày trời là xúc phạm nước Ý, xúc phạm nữ hoàng đó. Ngài xem, thử thách của nữ hoàng liệu chúng ta có làm được không ạ? Nữ hoàng ra điều kiện khó như thế, làm sao chúng ta có thể làm được ạ? Kiểu này chắc chắn bị trị tội rồi. Nhưng còn nhân viên và quán ăn lâu năm của ta, không được, ta phải cố hết sức, biết đâu đây lại thành cơ hội. Từ giờ đến trưa chỉ còn vài tiếng nữa thôi, không kịp để chạy ra chợ mua rồi. Phải tận dụng những thứ có sẵn ở đây thôi. Chúng ta có những nguyên liệu gì để làm đồ ăn? Dạ thưa ông chủ, chỗ của chúng ta là quán rượu nên chỉ phục vụ đồ ăn nhẹ thôi. Nguyên liệu ở quán chỉ có bột mì làm bánh và hoa quả thôi ạ. Ngoài ra còn có thịt bò, thịt lợn và ít cá nữa. Liệu như vậy có đủ để làm ra một món ăn ngon độc nhất vô nhị hay không ông chủ? Thịt bò, thịt lợn, cá, hoa quả thì toàn những món tầm thường và quen thuộc rồi.
Nữ hoàng muốn một món phải đặc biệt, có 102 cơ mà. Phải là một món hoàn toàn mới. Hay là ông chủ cứ để cho tôi ra chợ mua thêm nhiều thực phẩm nữa đi. Chứ bằng này thực phẩm không đủ làm ra những món đặc biệt đâu. Không kịp đâu, đi chợ chọn xong thực phẩm và về đến đây ít nhất cũng phải mất hơn một tiếng. Không lẽ thời gian đó chúng ta để chết không sao? Thời gian không có nhiều, chúng ta không thể lãng phí chúng một cách vô ích được. Vậy làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Nếu không làm được, chúng ta sẽ bị nữ hoàng trách phạt cho xem. Ôi trời ơi, sao tự nhiên chúng ta lại xui xẻo thế này chứ? Cứ tưởng nữ hoàng ngự giá là một điều may mắn, ai ngờ lại là họa. Chúng ta đã đợi được một lúc lâu rồi đó. Không biết gã chủ quán đó đã nghĩ ra được món nào đặc sắc chưa? Món ăn vừa ngon vừa độc nhất vô nhị, chưa từng ai nếm thử, lại còn thể hiện sự tôn trọng của nước Ý. Thật là một đề bài khó mà. Sao mãi mà ta chưa nghĩ ra được món gì thế này? Ông chủ ơi, sắp tới giờ ăn trưa rồi. Nếu chúng ta vẫn chưa chuẩn bị được món ăn cho nữ hoàng, chúng ta sẽ bị trị tội đó. Ông chủ mau nghĩ ra cách gì đó đi chứ. Ta biết, nhưng hiện tại ta chưa nghĩ ra được điều gì. Chúng ta càng không thể bí bách mà làm bừa, nếu không tội sẽ càng thêm nặng hơn đấy. Ông chủ, xin ông chủ bình tĩnh đi. Đừng tức giận mà càng khiến không suy nghĩ được điều gì đâu. Vẫn còn một tiếng nữa để chúng ta bàn luận mà. Phải rồi, xanh, đỏ, trắng, mặt trời. Đúng rồi, mình sẽ làm món đó. Mình nghĩ ra rồi. Ông chủ, ông nghĩ ra rồi sao? Ông định làm món gì thế? Hai người, một người đi nhạo bột mì, làm cho tôi một chiếc bánh hình tròn, dẹt, to bằng cái đĩa. Người kia mang cà chua và húng quế đi rửa và thái nhỏ cho tôi. Tôi đã nghĩ ra món ăn có thể phục vụ cho nữ hoàng rồi. Lần này chúng ta chắc chắn sẽ được thưởng. Hai người mau làm đi. Dạ vâng thưa ông chủ. Được thế thì tốt quá. Chúng tôi đi chuẩn bị ngay đây ạ. Chúng tôi đi chuẩn bị ngay đây ạ. Ta bắt đầu cảm thấy đói bụng rồi đó. Đã đến giờ chưa? Sao mãi vẫn chưa thấy bọn họ bưng đồ ăn ra cho ta vậy? Dạ, để tôi vào trong xem sao thưa nữ hoàng. Dạ, thưa nữ hoàng. Món ăn đã được chuẩn bị sẵn sàng. Nữ hoàng đã muốn dùng bữa chưa ạ? Được lắm. Đúng lúc ta cũng đói bụng rồi. Mang món ăn của các ngươi ra đi. Ta rất nóng lòng muốn biết đó là món gì và hương vị của nó ra sao. Xin mời nữ hoàng thưởng thức ạ. Chúc nữ hoàng ngon miệng. Chà, thơm quá. Trông có vẻ hấp dẫn đấy. Ta ngửi thấy có mùi ngậy béo của phô mát mozzarella, mùi cà chua nướng chín pha lẫn với mùi thơm của húng quế. Nhưng chưa biết khẩu vị của chúng thế nào. Đây, ta phải thử một miếng mới được. Ngon lắm, rất tuyệt. Thật là ngon, đúng không ạ? Dạ, người thấy hương vị của nó hợp ý người không ạ? Không phải là hợp ý ta, mà sự thật là... Hả? Sự thật? Sự thật là gì ạ? Sự thật là ta chưa bao giờ ta được ăn một món bánh vừa ngon mà vừa lạ như thế này. Người làm tốt lắm, Raffaele. Ôi, cảm ơn nữ hoàng ạ. Đổi ơn người ạ. Ta thấy ăn thì ngon miệng rồi, nhưng có đúng là có 102 không? Liệu trước ta đã có ai may mắn được thưởng thức món bánh này chưa? Ấy, thưa nữ hoàng, thần xin thề là chưa có ai trước người được thưởng thức món này ạ. Người nói thật đó chứ? Ngươi không lừa ta đó chứ?
Dạ, món bánh này là do tôi vừa mới nghĩ ra, trước đây chưa từng làm bao giờ, nên chắc chắn là có 102. Nữ hoàng chính là người đầu tiên được thưởng thức mùi vị của nó đấy ạ. Và sự tôn trọng với ta thể hiện ở chỗ nào? Ngươi hãy nói ra nghe xem. Về sự tôn trọng thì nữ hoàng có thể thấy bánh có hình tròn, thể hiện như mặt trời ở vị trí cao nhất và độc tôn. Trên bề mặt còn có bánh và cà chua, phô mai và lá húng quế. Ba nguyên liệu này có ba màu lần lượt là đỏ, trắng, xanh lá cây, tượng trưng cho ba màu của lá cờ Ý, thể hiện lòng tôn trọng vô bờ bến của tôi đối với đất nước, cũng như vua Umberto đệ nhất và nữ hoàng Margherita Teresa Giovanni. Trời, người đầu bếp này không chỉ nấu ăn ngon mà còn cực kỳ thông minh. Đúng là chiếc bánh này với thành phần và gia vị không hề cầu kỳ, nhưng lại vừa ngon, lại vừa rất giống lá cờ nước Ý. Màu đỏ của cà chua giống màu đỏ bên trái của lá cờ, màu xanh của húng quế là màu xanh bên phải của lá cờ, và màu trắng của phô mai chính là màu trắng giữa lá cờ. Trời ơi, thật tuyệt vời. Vậy là có thể từ nay sẽ có một món ăn đặc trưng của nước Ý. Không những thế, còn mang biểu tượng của tinh thần, của lá cờ, niềm tự hào nước Ý. Hay lắm, hay. Không hổ danh là đầu bếp danh tiếng. Ngươi đúng là không làm cho ta thất vọng. Ta đã không lầm khi chọn quán của ngươi làm nơi dừng chân. Ta sẽ ban thưởng cho ngươi. Dạ, cảm ơn nữ hoàng ạ. Nhưng ta còn chưa biết chiếc bánh này tên là gì. Dạ, đây là chiếc bánh pizza Margherita ạ. Pizza Margherita nghĩa là gì? Vì chiếc bánh này có hình tròn, mà theo tiếng Ý thì hình tròn là pizza, nên tôi đặt tên nó là pizza ạ. Ồ, hay đấy. Một ý tưởng thật hay. Thế còn Margherita, đó có phải là tên của ta không? Dạ, đúng là tên của nữ hoàng đấy ạ. Ngươi lấy tên của ta đặt cho chiếc bánh này ư? Ý của ngươi là gì? Dạ, chiếc bánh này làm ra để dành riêng cho nữ hoàng, nên tôi mạn phép lấy tên người đặt cho nó để tỏ lòng kính trọng và cơ duyên tôi được chuẩn bị bữa trưa cho người ạ. Hay, rất hay. Pizza Margherita hay lắm, rất ý nghĩa. Hoan hô. Pizza Margherita, hoan hô, hoan hô. Hoan hô, hoan hô. Nhờ Raffaele Esposito, trong một khoảnh khắc bất chợt mà món pizza đã ra đời. Sau đó, người Ý ở các vùng khác đã nghĩ ra các loại nhân khác nhau và sáng tạo nên những loại bánh pizza mang đặc trưng riêng của từng vùng. Đầu thế kỷ 20, pizza có mặt tại châu Mỹ. Năm 1905, Gennaro Lombardi, một người Mỹ, mở cửa hàng bánh pizza đầu tiên ở New York. Ngày nay, bánh pizza đã có mặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Mũ bảo hiểm ra đời như thế nào? Bác sĩ à, chồng của tôi sao rồi ạ? Hiện anh ta đã qua cơn nguy kịch, nhưng cần nằm viện một thời gian để theo dõi, vì thần đầu va chạm trực tiếp xuống nền đất. Lạy Chúa, không nguy hiểm đến tính mạng là tốt rồi. Cảm ơn bác sĩ. Nhìn trang phục của anh ta, tôi đoán anh ta là một tay đua xe mô tô phải không? Dạ vâng, thưa bác sĩ. Anh ấy đang đua trên đường đua Rocklands thì xảy ra tai nạn đó ạ. Lại là đường đua Rocklands. Tôi nhớ không nhầm thì đây là ca thứ 40 bị chấn thương đầu đến từ đường đua đó trong vòng một tuần nay đấy. Bác sĩ Eric Gardner, lại một ca cấp cứu bị chấn thương đầu đến từ Rocklands. Bác sĩ mau qua phòng 112 đi. Được rồi, tôi qua luôn đây. Xin lỗi nha, để cậu phải đợi lâu rồi. Không sao, cậu ngồi đi.
Ngày mai cậu có bận gì không? Đến Rockland xem đua xe đi. Ngày mai có giải đấu mới đó. Lại là Rockland à? Gần đây tớ hơi bị dị ứng với cái tên này. Cậu biết không, hầu hết số bệnh nhân của tớ đến từ Rockland mà ra đấy. Nghĩa là sao? Thì họ đều là những vận động viên đua xe chứ sao. Hôm nay cũng vì cấp cứu cho một người bị chấn thương ở đầu nên tớ mới đến trễ như này đấy. À, ra là vậy. Nhưng họ đua với tốc độ cao như thế, xảy ra thương vong cũng là điều dễ hiểu. Biết làm sao được, họ đã chọn nghề đó thì phải mạo hiểm và chấp nhận đánh đổi thôi. Nhưng đứng trên phương diện là một bác sĩ, tớ không muốn có quá nhiều người bị thương như vậy, nhất là ở phần đầu. Chỉ trong một tuần nay thôi mà số lượng người bị thương đã tăng lên rất nhiều. Sắp vào mùa thi đấu, tớ sợ con số sẽ tiếp tục tăng nữa. Nhưng chúng ta đâu thể làm gì. Họ phải tự bảo vệ cái đầu của mình bằng tay nghề và kỹ năng thôi. Còn lỡ tay trượt bánh thì xem như cái số cậu ơi. Con sò này sao vỏ cứng thế, mãi không cậy ra được. Bảo vệ cái đầu ư? Ý kiến hay đấy. Cậu có ý gì sao? Nếu như các vận động viên khi tham gia thi đấu, họ có dụng cụ bảo vệ phần đầu của mình, thì nếu có bị thương cũng sẽ giảm nhẹ đi rất nhiều. Nhưng mà bảo vệ bằng cách nào mới được chứ? Trên đầu thì chỉ có đội mũ hoặc quấn khăn thôi. Cậu nói đúng ý tớ đấy. Họ cần một cái mũ đủ cứng để đội lên đầu. Có như thế mới bảo vệ được họ thôi. Cũng như con sò này, được bảo vệ bởi một lớp vỏ cứng cáp bên ngoài, khiến cậu muốn cạy ra cũng khó. Tớ sẽ nghiên cứu để thiết kế một cái mũ làm từ vỏ sò này. Cậu có muốn làm cùng tớ không? Nhất trí. Cậu biết tớ luôn ủng hộ cậu mà. Nào, nâng ly cho một sáng kiến mới. Ừ, vô nào. Liên đoàn ô tô, xe máy. Tớ đã nghiên cứu rồi. Chất liệu mà chúng ta dùng để làm nên chiếc mũ này là vải bạc và vỏ sò. Vải bạc sẽ được may lót bên trong, còn bên ngoài làm từ vỏ sò. Có như thế mới vừa đảm bảo được độ cứng bên ngoài chiếc mũ, vừa tạo được sự êm ái bên trong cho người đội. Cậu thấy sao hả? Được đấy. Hy vọng liên đoàn sẽ chấp nhận thiết kế này. Tớ sẽ chịu trách nhiệm phần sản xuất. Thế thì tốt rồi. Dạ, mời anh Eric Ratner vào trong gặp chủ tịch liên đoàn ạ. Thiết kế của cậu xem ra rất ổn. Cảm ơn ông. Cậu có thể tùy ý sản xuất, nhưng đề xuất bắt buộc đổi chiếc mũ này với vận động viên tham gia đua xe thì tôi xin được phép từ chối. Sao cơ? Từ chối ạ? Rõ ràng ông cũng thấy gần đây những vụ tai nạn chấn thương ở đầu diễn ra thường xuyên hơn với các vận động viên mà. Tại sao lại không cho họ sử dụng phương pháp bảo vệ như một hình thức bắt buộc chứ? Tôi biết cậu có ý tốt, nhưng rất tiếc chúng tôi không thể đưa điều này vào trong luật bắt buộc được. Nó sẽ gây vướng víu đối với người dùng và sẽ giảm hiệu quả trận đua. Tôi rất tiếc. Tớ không hiểu tại sao ông ta lại từ chối một chuyện tốt đẹp như thế này cơ chứ. Có lẽ ông ta chưa hình dung ra được lợi ích mà chiếc mũ của cậu mang lại, nên không muốn làm theo thôi. Cậu định làm gì? Tháng sau sẽ diễn ra một cuộc đua lớn ở đảo Man. Cậu cứ tiến hành để kịp số lượng mũ đem đi, vì chúng ta sẽ phải đi xa một chuyến. Chỉ ít phút nữa thôi là cuộc đua sẽ diễn ra. Đề nghị các tay đua trở về vị trí xuất phát của mình. Khoan đã. Tôi có điều cần nói. Hai người kia là ai? Sao lại chen ngang vào cuộc thi thế này chứ? Họ đội cái gì trên đầu trông kỳ quái vậy? Các anh là ai? Chúng tôi là những người quan tâm và lo lắng cho những vận động viên ở đây thôi. Biết họ sắp bước vào một cuộc đua nên chúng tôi mang đến cho họ những chiếc mũ bảo vệ. Đội mũ này vào, đầu của các anh sẽ không bị nguy hiểm nếu lỡ như các anh lệch bánh khỏi đường đua. Ở đây có 94 chiếc mũ, đủ cho tất cả các vận động viên đấy. Ôi trời ơi, sao tự nhiên phải đội mũ làm gì cho vướng víu? Mũ che hết tầm nhìn của chúng tôi thì sao? Phải đấy, chúng tôi không đội đâu.
Chiếc mũ này không hề gây khó chịu như mọi người nghĩ đâu. Tôi đã thiết kế nó ôm sát quanh đầu với chất liệu làm từ vỏ sò nên rất cứng cáp và chắc chắn, đảm bảo dù có va đập mạnh thì phần đầu bên trong của mọi người vẫn được bảo vệ. Hơn nữa, mặt trong mũ được lót vải bạc nên đội vào rất êm ái. Mũ có để thoáng phần mắt nhìn nên không hề che mắt đâu. Mọi người cũng biết là gần đây tai nạn xảy ra rất nhiều trên các đường đua, và chấn thương vùng đầu là chuyện nguy hiểm. Hãy bảo vệ mình bằng cách đổi chiếc mũ này đi. Ơi trời ơi, tôi vẫn đua suốt mà, có sao đâu. Tôi chẳng đổi đâu, nhỡ lại giảm tốc độ thì sao? Ừ, tôi cũng không đổi đâu. Kìa mọi người, hãy đổi nó đi mà. Xin lỗi anh, chúng tôi phải bắt đầu cuộc đua rồi. Xin các anh hãy nghĩ về gia đình và người thân của mình. Bảo vệ cho bản thân là cách tốt nhất để họ được yên lòng. Tôi thấy anh rất nhiệt tình, anh có thể cho tôi một chiếc đội không? Được chứ. Thuyết phục mãi cũng chỉ có vài người chịu đội mũ. Xem ra kế hoạch của tôi thất bại hoàn toàn rồi. Thôi nào, đừng có nản chí. Có người đội thì sao gọi là thất bại được. Vẫn còn nhiều cuộc đua, ngày mai chúng ta sẽ thuyết phục họ, đến khi nào họ đồng ý mới thôi. Cảm ơn cậu. Giờ thì chúng ta nghỉ thôi, mai rồi tính tiếp. Ừ. Sao cơ? Đề xuất của tôi đã được liên đoàn xem xét đồng ý và cho thử nghiệm trong cuộc đua tiếp theo ư? Vâng vâng, tôi sẽ chuẩn bị gấp 100 cái mũ ạ. Yeah. Liên đoàn ô tô, xe máy. Cảm ơn ông vì sự hợp tác này. Cậu như vào mũ đúng hẹn nha. Chỉ còn 20 ngày nữa thôi là cuộc đua bắt đầu rồi. Chủ tịch yên tâm, nhưng tôi tò mò một chút, tại sao ông lại thay đổi quyết định nhanh vậy ạ? Không giấu gì cậu, trong cuộc đua ở đảo Man hôm trước đã có hai vận động viên va chạm với nhau dẫn đến tai nạn. Một người trong số họ đã tử vong do bị chấn thương não, người kia may mắn an toàn, và người an toàn đó là người đã dùng mũ bảo vệ của cậu. Có chuyện đó thật sao? Thật đáng tiếc. Giả như người kia cũng đội mũ của tôi thì chắc chắn anh ta đã không bị thương nặng đến thế rồi. Chính vì vậy, tôi bắt đầu nhận ra công dụng của chiếc mũ đó, nên quyết định cho thử nghiệm vào cuộc đua tiếp theo. Hy vọng nó sẽ có kết quả tốt. Chắc chắn là thế rồi. Đội chiếc mũ đó tôi đảm bảo sẽ không có ai bị chấn thương não. À, phải rồi. Tôi sẽ gọi nó là mũ bảo hiểm. Mũ bảo hiểm. Năm đó, Eric Gardner nhận được một bức thư cho biết không có trường hợp va chạm nào được ghi lại trong cuộc đua. Đây là một sự thay đổi đáng kể so với những năm trước. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật của bác sĩ Eric Gardner tại Thụy Điển, người đã thiết kế và cho ra đời chiếc mũ bảo hiểm đầu tiên vào những năm đầu thế kỷ 20. Vào cuối những năm 1950, mũ bảo hiểm full face đã trở thành một điều cần thiết cho người đi đua trong tất cả các hình thức đua. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!